Thưa quý vị và các bạn, trưởng công an quận Đống Đa vừa có báo cáo gửi Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về sự việc nữ cán bộ công an quận Đống Đa có hành vi mắng chửi, đe dọa nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày 11 tháng 8 vừa qua. Qua nội dung bài viết và hình ảnh trong video được đăng tải trên mạng xã hội, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Đống Đa có báo cáo về việc xác định hình ảnh nữ hành khách trong các video trên là Đại úy Lê Thị Hiền, sinh năm 1983, quê quán Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Hiện là cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an quận Đống Đa và yêu cầu bà Lê Thị Hiền báo cáo nội dung sự việc. Theo đó, do không được giải quyết yêu cầu về việc gửi hành lý nên đã xảy ra cãi vã giữa bà Lê Thị Hiền với nhân viên làm thủ tục và lực lượng an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Bước đầu xác định thái độ, lời nói cử chỉ của bà Lê Thị Hiền trong các đoạn video nói trên đã vi phạm quy định về ứng xử nơi công cộng của các cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Hiện tại, Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với Đại úy Lê Thị Hiền để tiến hành kiểm điểm và xác minh làm rõ sự việc, xử lý theo quy định.